Chào toàn thể các bác, lại tiếp tục là những dòng sản phẩm mới được cho ra mắt trong năm 2022 của thương hiệu IP Pro. Và trong năm 2022 thì thương hiệu IP Pro đã có thông báo qua cho những cửa hàng và cũng như những nhà phân phối chính hãng của thương hiệu là trong năm nay thì sẽ cho ra những dòng sản phẩm mới này, và cũng như là những dòng sản phẩm sẽ được nâng cấp lên từ những mẫu model cũ. Đấy, sẽ có những cải tiến nhất định và những cải tiến vượt bậc cho những cái dòng sản phẩm này. Đấy. Và đợt này thì trong năm nay thì thương hiệu IP Pro sẽ cho ra rất là nhiều những dòng sản phẩm này, những dòng sản phẩm mới để giúp cho các bác có nhiều sự lựa chọn này, từ những phân khúc tầm trung hay là đến những phân khúc cao cấp của thương hiệu. Đấy, sẽ giúp các bác có nhiều sự lựa chọn và cũng như là nhiều mẫu mã để các bác có thể tiếp cận dần này và sở hữu được những dòng sản phẩm chính hãng của thương hiệu IP Pro. Đấy, và nhân vật chính ngày hôm nay thì bên em lại muốn giới thiệu toàn thể các bác là một dòng đẩy công suất với model là H850, chạy 2 kênh. Và dòng đẩy công suất này thì công suất của nó khá là khủng các bác nhé. Đấy, công suất mỗi kênh của nó lên tới 750W một kênh. Đấy, công suất khá là khủng cho một dòng đẩy công suất này của thương hiệu IP Pro. Đấy, tất cả là hàng nhập khẩu. Đầu tiên này các bác có thể thấy này, phần bên ngoài của nó được đóng thùng rất là kỹ càng và cũng như là lớp thùng của nó rất là dày dặn nên hoàn toàn yên tâm khi vận chuyển đến tay các bác một cách an toàn nhất. Đấy, và bên ngoài sẽ có một phần tem dán tất cả đầy đủ tất cả các thông số của nó này, và in thương hiệu IP Pro model H850 và cũng như là các phần mã vạch này, số series. Đấy, và các phần số xuất xưởng, model xuất xưởng của nó. Đấy, và phần đóng gói của nó thì phần bên trong thì sẽ có một lớp ni lông được bảo vệ, được bọc cái con đẩy công suất này, và cũng như là một phần dây nguồn này. Đấy, dây nguồn của nó thì rất là chắc chắn này, và đây là dây nguồn tiêu chuẩn rồi nên rất phù hợp và cũng như là tất cả các đầu cắm trong gia đình mình. Đấy, và một quyển sách hướng dẫn này thì sẽ có tất cả các phần thông số kỹ thuật của dòng sản phẩm này. Đấy, và cũng như là tất cả các cái thông tin trong quyển sách này thì sẽ có đầy đủ các bác nhé. Đấy, bỏ qua cái phần những cái phần phụ kiện đi bên trong. Đấy, và cũng sẽ có một cái phiếu bảo hành của thương hiệu IP Pro trong dòng sản phẩm này các bác nhé. Đấy, và đây là nhân vật chính ngày hôm nay. Thì thiết kế của con đẩy công suất H850 này thì đợt này thương hiệu IP Pro cho ra một cái thiết kế rất là tối giản, nhưng mà vẫn giữ được những cái nét sang trọng này và cũng như là những cái nét tinh tế của những cái dòng sản phẩm chính hãng của thương hiệu IP Pro. Đấy, và được tất cả được phủ một lớp sơn màu đen trông rất là sang trọng. Đấy, và cũng như là đây là một lớp sơn tĩnh điện các bác nhé, nên là những cái dòng sản phẩm này thì các bác yên tâm khi sử dụng một thời gian dài và cũng như là sẽ không dễ gây bị mát điện các bác nhé. Đấy, và về phần mặt đằng trước này thì các bác có thể thấy này. Đấy, là thiết kế của thương hiệu IP Pro đợt này thì sẽ cho ra rất là nhiều những cái phần thông gió này. Đấy, cho những cái phần tản nhiệt. Đấy, đẩy những cái hơi nhiệt nóng ra ngoài thì rất là tốt. Đấy, đây là thiết kế một cái thiết kế mặt đằng trước này rất là đẹp. Đấy, và cũng như là phần giữa này, chính giữa của nó sẽ có một phần được làm tất cả hoàn toàn từ nhôm phay các bác nhá. Đấy, nên là những cái phần này thì các bác hoàn toàn yên tâm rồi. Đấy, một là sẽ không gây bị mát điện này, hai là cái phần này sẽ giúp một phần cho những cái phần tản nhiệt của nó ấy, thì rất là tốt. Đấy, và trên cái phần được làm từ nhôm phay này thì sẽ có phần giữa này sẽ in tất cả này, một là logo IP Pro. Đấy, và cũng như là model H850 của nó, và sẽ có bên trái này sẽ có một công tắc nguồn. Đấy, công tắc nguồn này, đấy em sẽ bật lên cho các bác xem này. Đấy, các bác có thể thấy này, công tắc nguồn thì sẽ có tích hợp một phần đèn led. Đấy, nên là khi bật lên thì trông khá là đẹp. Và cũng như đợt này thì thương hiệu IP Pro đã có tích hợp thêm một phần màn hình chính này. Đấy, được hiển thị tất cả các thông số của con đẩy công suất này. Đấy, kể cả có cả phần nhiệt độ các bác nhé. Đấy, nhiệt độ khi các bác chạy những cái con đẩy công suất này, nó sẽ ra cái nhiệt độ của nó đang là bao nhiêu thì giúp các có thể theo dõi được cái nhiệt độ của nó đang ở mức bao nhiêu. Đấy, và cũng như tất cả này, phần volt này, đấy 218V này, đấy điện đang chạy vào đấy. Đấy, và cũng như tất cả các cái phần của kênh 1, kênh 2. Đấy, và phần bên phải này thì sẽ có hai volume chính này. Đấy, một volume của kênh A và một volume của kênh B. Đấy, và hai dải đèn tín hiệu đấy của cái con đẩy công suất này. Đấy, thiết kế rất là tối giản nhưng mà trông vẫn rất là sang trọng này.
đấy, rất là sắc nét với những con đẩy công suất H850 này. Và về phần trên nhá thì sẽ có một tem được in logo MP Pro này, và cũng như được tích hợp mã QR và cũng như đầy đủ thông tin website của thương hiệu MP Pro đấy. Cái đợt này thì thương hiệu MP Pro đã cho ra một cái tem thiết kế rất là đẹp và cũng như rất là hài hòa với chiếc tem mới này của thương hiệu đấy. Và về phần đằng sau nhá các bác nhá, về phần đằng sau này thì đợt này thương hiệu MP Pro đã cho ra một cái thiết kế tối giản và cũng như là giúp cái con đẩy công suất này nó sẽ nhỏ gọn đi, nhưng mà cái trọng lượng của nó thì cũng vẫn khá là nặng. Tại vì sao? Tại vì cái cục nguồn của nó bên trong sẽ rất là chất lượng và cũng như rất là to, thì nó sẽ cho ra một cái công suất chuẩn nhất có thể với những cái dòng đẩy công suất này. Đấy, và hai bên là sẽ có hai phần quạt tản nhiệt và phần lá tản nhiệt của nó sẽ ở bên trong. Đấy, hai phần quạt tản nhiệt này sẽ chạy rất là khỏe và cũng như là giúp các bác tản nhiệt với những cái con đẩy công suất này thì cực kỳ là tốt rồi. Đấy, và tất cả các cái phần đầu lưu trích này, đầu cắm ca lông, rắc cắm ca lông và tất cả các phần điều chỉnh của con đẩy công suất này. Đấy, tất cả các phần đầu vào, đầu ra. Đấy, và một phần rắc cắm nguồn đấy. Phần này thì ta sẽ cắm cái đầu dây nguồn này sẽ tiếp điện vào cho cái con đẩy công suất này đấy. Rất là về phần đằng sau thì trông rất là gọn gàng và cũng như là thiết kế đợt này thì rất là đẹp và nhỏ gọn này đấy. Và có rất nhiều những cái phần là thông hơi ra ngoài các bác nhé đấy, nên là những cái con H850 này thì cái phần tản nhiệt của nó và cũng như là cái chế độ giúp tản nhiệt của con này thì cực kỳ là tốt đấy, thoát nhiệt rất là tốt với những con đẩy công suất này đấy. Khi các bác sử dụng trong thời gian dài thì cực kỳ là yên tâm đấy. Đây là tổng quan của một con đẩy công suất với mẫu model mới của thương hiệu IP Pro đã cho ra mắt trong năm 2022. H850 công suất khá là khủng, 750W trên một kênh. Đấy, nên các bác đủ để các bác có thể đánh được hai cặp loa bass 25. Đấy, thoải mái các bác nhé. Và cũng như thêm một cục súp điện. Đấy, rất là tốt cho hoặc là cục súp hơi. Đấy, súp điện hai hơi thì thoải mái các bác nhé. Bass 30. Đấy. Rất là cực kỳ là đẹp cho một mẫu model H850 đẩy công suất mới của thương hiệu IP Pro. Thì ở video gần tới này thì bên em sẽ cho ra một cái video test chất lượng âm thanh của cái con H850 này, nó cho ra này sẽ hay như nào các bác nhé. Thì video cũng khá là dài rồi, em xin phép kết thúc video lại tại đây. Em xin chào toàn thể các bác và hẹn các bác ở những video lần sau.